Bước vào năm học 2022-2023, ngành giáo dục cả nước đón nhận tin vui, đó là được bổ sung gần 66.000 biên chế. Trong đó, riêng tỉnh Nghệ An có 2.820 chỉ tiêu. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3298 bổ sung biên chế giáo viên cho năm học 2022-2023, kèm theo phân bổ chi tiết cho 21 huyện thành thị cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo. Vậy các địa phương đang có các phương án cụ thể như thế nào để đảm bảo tuyển dụng đúng quy trình, khách quan và công bằng cho các giáo viên hợp đồng? Trường Mầm non Hưng Thắng hiện có 3 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06. Khi biết thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên xét tuyển giáo viên hợp đồng theo thứ tự ưu tiên, các giáo viên và cả ban giám hiệu nhà trường rất vui. Bởi lâu nay, các giáo viên cũng rất nỗ lực và đã có nhiều thành tích đóng góp cho ngành giáo dục. Em rất là mong muốn mình có thể được vào cái diện các giáo viên được ưu tiên trong lần này. Em là một giáo viên trẻ nên là em có thể là dốc hết toàn bộ cái năng lực của mình và an tâm là để thực hiện cái công tác giảng dạy một cách là tốt nhất. Chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, đã là gặp mặt các cái đồng chí giáo viên trong cái đối tượng là Nghị định 06 là đồng viên, rồi là tuyên truyền với các đồng chí cứ yên tâm công tác. Các cô đã rất vui vẻ và phấn khởi khi nhận được cái thông tin này. Huyện Nam Đàn được giao bổ sung 130 biên chế giáo viên. Hiện nay, huyện đang rà soát cân đối để xây dựng vị trí cơ cấu chức danh trình Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi tuyển dụng. Và quan điểm của huyện, ưu tiên giáo viên hợp đồng diện 06-09, nhưng cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng Nghị định 115 của Chính phủ, thông tư của Bộ Nội vụ và quyết định 23 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bổ sung lần này thì chúng tôi nghĩ là cũng đã có bước được giải quyết một số khó khăn nhất định ban đầu. Chúng tôi cũng tập trung ra và phấn đấu từ nay cho đến 15 tháng 1 thì sẽ trình được Sở Nội vụ thẩm định về cái vị trí cơ cấu chức danh, và cùng theo cái chỉ đạo của tỉnh thì như vậy là phấn đấu từ nay cho đến 30 tháng 1 năm 2023 thì phải tuyển dụng xong cái số hợp đồng theo 0906. Còn tại thị xã Cửa Lò, đợt này được tuyển dụng 39 chỉ tiêu ở 3 bậc học. Chỉ tiêu này chưa thể đáp ứng được hết số giáo viên hợp đồng bởi ở bậc học mầm non mới đạt tỷ lệ 1,67 giáo viên trên một lớp, tiểu học 1,21 giáo viên trên một lớp và trung học cơ sở đạt 1,7 giáo viên trên một lớp. Căn cứ vào các điều kiện, hiện nay Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Cửa Lò đang phối hợp với Phòng Nội vụ để thực hiện đảm bảo đúng quy trình cũng như đáp ứng được thực tế của các nhà trường. Quan điểm của ngành ấy, thì chúng tôi sẽ tập trung để làm việc và làm các cái quy trình thực hiện khách quan, đảm bảo tiêu chuẩn thuận lợi nhất cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên hợp đồng. Cái thứ hai là cũng đảm bảo để giáo viên có một cái tư tưởng thật sự là thoải mái, lựa chọn được những giáo viên thực sự có năng lực. Đối với quy trình tuyển dụng thì nó đã có quy định rất rõ ràng. Nếu ở thành phố, thị xã và các huyện đồng bằng, việc triển khai các quy trình tuyển dụng cơ bản thuận lợi, ít vướng mắc, thì các huyện miền núi phải tính toán kỹ các giải pháp. Như huyện Kỳ Sơn được giao 127 biên chế, trong đó bậc mầm non 99 biên chế. Tuy vậy, hiện vướng mắc nhất hiện nay đó là vẫn còn số giáo viên chưa đủ các tiêu chuẩn. Vì thế, huyện đang tính toán các phương án tối ưu nhất để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên. Đối với bậc mầm non, số lượng giáo viên hợp đồng theo công phẩm 09 thì đến thời điểm này chỉ có được 2 người. Còn tuyển dụng đặc cách theo công văn 5378 thì chỉ có 3 người. Còn số giáo viên hợp đồng công phẩm 09 còn lại thì chưa đủ điều kiện. Theo luật giáo dục năm 2009, huyện sẽ tiến hành tiếp tục rà soát người đủ điều kiện để tiến hành tuyển dụng theo hàng năm. Trong tổng số 2.820 biên chế giáo viên được bổ sung, tỉnh Nghệ An phân bổ 1.330 biên chế để tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06 và 09. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, niềm vui đã đến với tất cả các giáo viên hợp đồng, nhất là đối với giáo viên hợp đồng theo diện ưu tiên 06-09. Tuy vậy, khi thực tế số giáo viên hợp đồng hiện còn rất nhiều so với chỉ tiêu được giao, chắc chắn sẽ không đáp ứng được hết nhu cầu của tất cả. Bởi thế, điều các giáo viên mong đợi nhất đó là quá trình tuyển dụng phải đảm bảo công bằng, khách quan để không xảy ra các tiêu cực
trong tuyển dụng.